biết lớp. Trong bản tin Việt Nam Sáng News ngày hôm nay, lo ngại khi số ca F0 trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh tăng cao trong nhiều ngày liên tiếp. Khánh thành bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình trên cơ sở trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh bổ sung một số thuốc và yêu cầu lập trạm oxy để F0 sử dụng trong hướng dẫn chăm sóc tại nhà. Nữ bác sĩ thực hiện vài động tác nhún nhảy để động viên tinh thần một cụ già tiêm vaccine. Thông tin về việc nữ sinh đi làm tình nguyện tại Bình Dương bị đuổi khỏi phòng trọ trong đêm là sai sự thật. Những học sinh đang mắc kẹt ở địa phương khác chưa thể về quê tiếp tục học tập có thể đăng ký học tập tại nơi đang cư trú. Các nhà sản xuất vaccine đang cân nhắc lại chiến lược của mình khi biến thể Delta lan như sóng thần trên khắp thế giới. YouTube vừa công bố hai tính năng tìm kiếm mới giúp người dùng mau chóng tìm được nội dung yêu thích. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm quân xanh cho tuyển miền Nam thi đấu cọ sát. PSG cho biết doanh số bán áo Lionel Messi còn cách xa mốc 1 triệu chiếc. Chúng ta xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả đang theo dõi Việt Nam Top News, và ngay bây giờ thì xin mời quý vị đến với nội dung chi tiết của hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2021. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, Việt Nam Top News xin gửi đến quý vị những thông tin về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Số ca F0 trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ngày 17 tháng 8 chiếm hơn 72% tổng số ca mắc, tăng 19% so với ngày trước đó. Trong đó nhiều nhất là quận Tân Bình, Bình Thạnh, quận 3, Hóc Môn. Đây là một số hiệu đáng lo ngại. Biểu đồ số ca mắc mỗi ngày tại thành phố từ 28 tháng 7 đến ngày 17 tháng 8, thời điểm thành phố áp dụng quy định người dân không ra đường sau 18 giờ, cho thấy số ca mắc mới đi ngang, theo chiều hướng giảm so với trước nhưng không ổn định. Tuy nhiên, số ca Covid ghi nhận đều ở mức 4 con số, dao động từ 3.000 đến 4.000 người. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn khoa nhiễm thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng tăng cao những ngày gần đây có thể do người dân tự xét nghiệm và cho thấy kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Mặt khác, ở khu dân cư đông đúc, nhà trọ công nhân, người lao động ở chật hẹp, không đảm bảo giãn cách, cộng với chủng Delta lây lan rất nhanh và mạnh khiến cho số ca mắc mới trong cộng đồng tăng cao. Sáng nay, bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng quận Tân Bình vừa được khánh thành trên cơ sở trưng dụng toàn bộ trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình, đầu tư cải tạo thành bệnh viện. Là bệnh viện đa tầng nên bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng quận Tân Bình sẽ điều trị cả bệnh nhân Covid-19 nhẹ, vừa và nặng với mô hình tháp 3 tầng thu nhỏ tương tự tháp điều trị 3 tầng của Bộ Y tế. Bệnh viện đã được đầu tư cải tạo nhiều ngày trên cơ sở trưng dụng toàn bộ cơ sở vật chất của trung tâm triển lãm và hội chợ Tân Bình. Tầng 1 dành cho bệnh nhân nhẹ gồm 300 giường, tầng 2 là 650 giường và tầng 3 dành cho bệnh nhân nặng nhất có 50 giường, tổng số giường là 1.000. Nhân sự bệnh viện chủ yếu được huy động từ lực lượng y tế tư nhân, các bác sĩ đã nghỉ hưu có sức khỏe tốt trên địa bàn và các tỉnh nguyện viên. Bệnh viện sẽ chính thức nhận bệnh vào sáng sớm ngày 20 tháng 8. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Đình Thanh, giám đốc bệnh viện Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh được bổ nhiệm làm giám đốc kiêm nhiệm bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa cập nhật hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho bệnh nhân COVID-19 mới F0, trong đó bổ sung một số thuốc và yêu cầu lập trạm oxy để F0 sử dụng. Nội dung đáng chú ý là hướng dẫn chuẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus mới SARS-CoV-2 của Bộ Y tế khuyến cáo sử dụng thuốc kháng đông heparin dưới da cho những trường hợp có độ nặng từ trung bình trở lên. Sử dụng thuốc kháng virus là Monopiravir và các thuốc kháng đông dạng uống như là Apixaban, Rivaroxaban và Dibiratran hiện nay được nghiên cứu thử nghiệm đánh giá hiệu quả điều trị COVID-19. Trong tình hình dịch bệnh đang bùng phát với nhiều trường hợp chuyển nặng tại nhà như hiện nay thì các chuyên gia khuyến cáo có thể sử dụng các thuốc này theo hướng dẫn nhằm hạn chế tỷ lệ chuyển nặng tại nhà. Ngoài ra, Sở Y tế cũng đề nghị thành lập các trạm đo SpO2 và thở oxy tại các khu phố và tổ dân phố để hỗ trợ cho F0 thở oxy trong khi chờ tổ phản ứng nhanh đến hỗ trợ. Nhận thấy cụ bà có tâm trạng lo lắng khi tiêm vaccine COVID-19, một nữ bác sĩ trong trang phục bảo hộ kính mít đã thực hiện vài động tác nhún nhảy và liên tục gọi bà ơi bà để động viên tinh thần. Ngày 17 tháng 8, đoàn y bác sĩ của bệnh viện Đức Khang, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đến từng nhà người dân để tiêm vaccine COVID-19 cho người lớn tuổi, người không có khả năng đi lại, không thể đến điểm tiêm vaccine tập trung. Khi đến tiêm cho cụ Lê Thị Năm, sinh năm 1931, ngụ số 86/D2 Hùng Vương, phường 9, quận 5, nhận thấy bà Năm có phần lo lắng nên bác sĩ Trần Âu Quế Nhung và các đồng nghiệp không ngừng động viên. Bác sĩ Nhung thực hiện vài động tác nhún nhảy, pha trò và liên tục gọi bà ơi bà à để khích lệ tinh thần động viên. Bà Năm vui vẻ yên tâm tiêm vaccine. Khoảnh khắc thú vị và đáng yêu này được một cán bộ địa phương đảm nhiệm việc dẫn đoàn ghi lại, sau đó đăng tải lên trang Facebook của phường. Xin được chuyển sang phần tin dân sinh. Chính quyền thành phố Thuận An, Bình Dương khẳng định thông tin về việc nữ sinh đi làm tình nguyện bị đuổi khỏi phòng trọ trong đêm chỉ vì chậm đóng tiền trọ là sai sự thật. Đoàn thanh niên phường Thuận Giao, thành phố Thuận An cùng với công an phường đã xác minh vụ việc liên quan tới tình nguyện viên BTKS bị chủ trọ đuổi ra khỏi phòng. Qua xác minh, tình nguyện viên BTKS có thuê phòng trọ sống chung bàn chai từ tháng 2 năm 2021. Ngày 15 tháng 8, S đi tham gia công tác tình nguyện cho phường, đến 22 giờ 20 thì về phòng trọ nhưng chủ trọ khóa cửa. S có kêu chủ trọ mở cửa nhưng chủ trọ không nghe nên S điện thoại cho bạn trai ra để lấy gối mền qua chỗ khác ngủ.
Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của cô sinh viên tên S ở phường Thuận Giao, thành phố Thuận An đi tình nguyện chống dịch, trở về thì bị chủ trọ khóa cổng không cho vào phòng chỉ vì chưa đóng tiền trọ. S phải lang thang trong đêm và xin ngủ nhờ tại chốt kiểm soát dịch. Theo công văn mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, những học sinh đang mắc kẹt ở địa phương khác chưa thể về quê tiếp tục học tập có thể đăng ký học tại nơi cư trú cho đến khi tình hình dịch ổn định. Nhằm đảm bảo quyền lợi học tập cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh được học tập tại nơi cư trú tùy vào tình hình thực tế của địa phương, phối hợp với các địa phương, nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi và chuyển đến tiếp nhận và bố trí xếp lớp theo đúng đối tượng, quan tâm hỗ trợ học sinh được tiếp nhận về các điều kiện học tập cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu học tập, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của trường. Khi tình hình dịch ổn định, học sinh có nhu cầu trở về trường cũ được phải được tạo điều kiện công nhận kết quả học tập cũng như bàn giao kết quả giữa các trường. Đối với học sinh có nguyện vọng xin chuyển trường, phải tạo thuận lợi cho học sinh theo phương thức phù hợp trên cơ sở đảm bảo quy định về hồ sơ học sinh khi chuyển trường. Khi biến thể Delta lan nhanh như sóng thần khắp thế giới thì các nhà sản xuất vaccine đang cân nhắc lại chiến lược của mình. Mũi vaccine tăng cường hay một loại vaccine mới hoàn toàn? Đó là những gì các nhà nghiên cứu và công ty dược phẩm đang lên kế hoạch. Các chủng virus đột biến mới đáng sợ như biến thể Delta và Lambda đã xuất hiện, làm lây nhiễm nhiều hơn và nguy cơ nguy hiểm nhiều hơn so với virus gốc. Mặc dù các loại vaccine hiện có giúp cho bệnh nhân tránh bị mắc bệnh nặng nếu nhiễm virus, nhưng chúng không ngăn được việc truyền nhiễm bệnh. Nói cách khác, vaccine hiện tại là không đủ. Pfizer đã khẳng định vaccine mRNA của họ có hiệu quả rất cao trong ngăn ngừa Covid-19 và việc tiêm hai liều sẽ tăng cường đáng kể khả năng tránh bị bệnh nặng và nhập viện. Công ty cũng thông báo rằng họ có kế hoạch theo dõi các biến thể mới xuất hiện và khả năng miễn dịch suy yếu dần để có thể chuẩn bị cho các sản phẩm mới nếu cần. Trong khi đó, người khổng lồ dược phẩm là Johnson & Johnson, công ty không phát triển vaccine Covid-19 mRNA mà thay vào đó là một loại vaccine truyền thống tiêm một mũi, cũng đang theo dõi hiệu quả của phản ứng miễn dịch từ vaccine trước các biến thể mới. Mạng chia sẻ video YouTube vừa công bố hai tính năng tìm kiếm mới giúp người dùng mau chóng tìm được nội dung yêu thích, trong đó đáng chú ý có tính năng tìm video có phụ đề bằng tiếng địa phương. Cụ thể, trên máy tính, người dùng YouTube có thể đặt con trỏ phía trên phần biểu tượng thumbnail của một video để xem đoạn trích ngắn của nó. Tính năng này sẽ hiện được mở rộng cho ứng dụng YouTube trên thiết bị di động, cho phép người dùng xem lướt được các phần đã được đánh mất thời gian trong cùng một video. Do đó, từ trang tìm kiếm, người dùng có thể bấm chọn luôn với phần họ quan tâm nhất của video đó. Một cập nhật tính năng khác là công cụ đề xuất các video bằng những ngôn ngữ khác cho người dùng, miễn là video có sẵn phụ đề, chú thích bằng ngôn ngữ của họ. Phần nâng cấp tìm kiếm này sẽ giúp cho người dùng có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với nội dung bằng các ngôn ngữ khác, do đó có thể hữu dụng ít nhiều cho việc học ngôn ngữ. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết kế hoạch tìm kiếm quân xanh để phục vụ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu cọ sát đối diện với nhiều khó khăn. Nhiều khả năng tuyển Việt Nam sẽ không có trận giao hữu quốc tế nào trước khi chạm trán Saudi Arabia ở trận mở màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trước đó, VFF đang lên kế hoạch tìm một đội bóng Tây Á để giao hữu với tuyển Việt Nam. Để giải quyết bài toán này, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tổ chức các trận đấu nội bộ giữa tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam. Đội cũng đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022. Trước mắt, hai đội sẽ chạm trán nhau vào chiều 19 tháng 8. Sáng cùng ngày, toàn bộ cầu thủ sẽ được xét nghiệm Covid-19. Hiện tại, tuyển Việt Nam có hai cầu thủ dính chấn thương là Đoàn Văn Hậu và Lê Tiến Anh. Họ đang chạy đua với thời gian để có thể góp mặt ở vòng loại World Cup 2022. Những cầu thủ từng phải tập riêng như Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh đều sẽ trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Fabian Angel, giám đốc đa dạng hóa thương hiệu PSG, nói với tờ Liquid rằng doanh số bán áo của Lionel Messi còn cách xa mốc 1 triệu bảng. Angel nói với Liquid rằng ai đó đã bịa ra con số 1 triệu áo thì điên mất rồi và PSG phải là phù thủy. Đúng là doanh số bán áo rất lớn nhưng còn kém xa rất nhiều so với cục mốc 1 triệu chiếc. PSG đều không đoán được trước sẽ ký hợp đồng với Messi và phi vụ diễn ra rất chóng vánh. Dù sao thì đội chủ sân công viên của các hoàng tử sẽ phải làm việc với nhà tài trợ áo đấu về lượng áo sẽ sản xuất. Dù là Nike, Adidas hay Puma, họ cũng có chung phương pháp sản xuất và bán những chiếc áo này ra thị trường. Hôm 11 tháng 8, một tài khoản Twitter có tên là Hoy Boliano với hơn 270.000 lượt theo dõi đã viết rằng sau 24 tiếng kể từ khi Messi gia nhập, PSG đã bán được 832.000 áo, tương ứng với doanh thu là 105 triệu USD. PSG đã thu về 10% số tiền đó, tức là 10,5 triệu USD lợi nhuận chỉ sau ngày đầu tiên. Các tờ báo Pháp đã chỉ ra rằng tin này là tin giả. Và kính thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Vietnam Talk News tối nay. Quý vị đừng quên thực hiện nghiêm chỉnh thông điệp 5K của Bộ Y tế cũng như là chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để dịch bệnh sớm qua đi nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.